Nhưng bây giờ muốn đồng về điểm tập trung để chuẩn bị ra về sân nhé thầy. Xin mời tất cả học sinh trường tiểu học có điểm tập trung để chuẩn bị ra về. Xin cảm ơn. Đồng ý không? Đó thì nói không? Tất cả học sinh đều có khẩu trang hết và các thầy cô đều có khẩu trang hết. Dạ. Đó thì con cảm ơn Chúa. Thầy cảm ơn bạn gì? Dạ vâng. Thì mấy bạn cứ nói là ở đây là tất cả các thầy cô vẫn dạ con. Ý mình nói không? Để mình nói gì là tất cả các thầy cô đều gia dẫn mình thôi. Dạ. Theo sự chỉ đạo của sở giáo dục của ban giám hiệu của mình thôi. Dạ vâng. Dạ vâng. Come on, come on.